Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2024. Chương trình hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh tham gia cuộc họp trực tuyến về việc chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội. Trường Đại học Trà Vinh công bố điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận hồ sơ nhập học đợt 1 năm 2024. Càn Long tích cực hỗ trợ nâng cao đời sống cho hộ nghèo, phấn đấu giảm nghèo bền vững để nâng chất nông thôn mới ở địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 21 tháng 8, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và nội chính. Phiên họp kết nối truyền hình trực tiếp với 62 đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, dự họp có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Trà Vinh. Theo chương trình phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày 21 và sáng ngày 22 tháng 8 để tiến hành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với hai nhóm lĩnh vực kinh tế xã hội liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch và nhóm nội chính liên quan tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án và kiểm sát. Tại điểm cầu Trà Vinh, đại biểu Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa chủ trì phiên họp, tôi xin nêu một câu hỏi thuộc hai lĩnh vực mà cử tri đặc biệt quan tâm như sau. Thứ nhất, lĩnh vực công thương thì vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu đang trở nên nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, làm tổn hại đến doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng. Vấn đề này Bộ trưởng vừa trả lời, tuy nhiên tôi đề nghị Bộ trưởng có thể tập trung làm rõ thêm và cho biết những giải pháp nào đã và đang triển khai hướng tới xử lý triệt để vấn đề này. Thứ hai là lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ và sự phát triển du lịch nhanh chóng, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đang gặp nhiều thách thức. Xin Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã có những chính sách và biện pháp cụ thể nào để cân bằng giữa sự phát triển du lịch và bảo tồn di sản văn hóa, đảm bảo phát triển du lịch bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình cùng đại biểu các tỉnh thành, Bộ trưởng hai ngành đã làm rõ vấn đề liên quan công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, giải pháp bảo đảm lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa, việc nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống để hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam bền vững. Sau hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 36 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để nâng cao hiệu lực thi hành và làm cơ sở cho các cơ quan triển khai thực hiện. Sáng nay, ngày 21 tháng 8, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh phối hợp với Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn công tác bồi thường của nhà nước cho gần 120 đại biểu là lãnh đạo và công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước, các sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh. Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Trần Văn Dài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 đã xác định bồi thường nhà nước là việc nhà nước chịu trách nhiệm bồi thường cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần do lỗi của người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Việc ban hành luật là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của nhà nước và tiếp tục cụ thể hóa quy định của hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của nhà nước trước công dân. Do đó, việc tổ chức tập huấn công tác bồi thường của nhà nước sẽ góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật bồi thường nhà nước để ứng dụng vào việc giải quyết khi có các vụ việc xảy ra liên quan đến đơn vị mình, đồng thời nâng cao hơn trách nhiệm trong thực thi công vụ để tránh xảy ra oan sai, gây thiệt hại cho các tổ chức cá nhân. Với ý nghĩa đó, tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt 3 chuyên đề về kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện trách nhiệm hoàn trả và kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và nghiệp vụ kỹ năng hỗ trợ hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước. Hôm qua, ngày 20 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập Quyền Cầu Kè
chọn xã Ninh Thới tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Ninh Thới năm 2024 được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ, với nội dung diễn tập thực binh xử lý tình huống A2. Trên cơ sở các tình huống giả định của cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, xã Ninh Thới đã thực hiện phần vận hành cơ chế với các nội dung nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, xử lý tình huống A2 đánh chiếm mục tiêu. Tại mỗi giai đoạn, nội dung huấn luyện từng vị trí giao diễn đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong xử lý các tình huống, bảo đảm được tính nguyên tắc, tính lãnh đạo của đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Trong quá trình tổ chức diễn tập đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt các nội dung, tình huống, chiến thuật của lực lượng vũ trang xã. Qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể về công tác quốc phòng an ninh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của ban chỉ huy quân sự, công an xã và khả năng hoạt động kháng chiến phòng thủ của các lực lượng, đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 67 năm 2024 cho đối tượng 3 là cán bộ ngoài quân đội. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 12 ngày. Các học viên sẽ được giới thiệu các chuyên đề về quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Chiến lược quốc phòng an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng an ninh của Việt Nam. Ngoài ra, tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên còn được nghiên cứu về quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, sự cố hóa chất, độc xạ, môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nhiều chuyên đề khác có liên quan đến quốc phòng an ninh. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhằm nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 21 tháng 8, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình Thư viện Xanh. Đây là chương trình trao tặng sách giáo khoa và thiết bị giáo dục cánh diều cho học sinh tiểu học tại Thư viện Trường học tỉnh Trà Vinh. Tại chương trình, công ty đã trao tặng 10 tủ sách, mỗi tủ trị giá 30 triệu đồng. Trao tặng 556 bộ sách giáo khoa khối tiểu học trị giá trên 78 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tiểu Cần và Trà Cú. Ngoài ra, công ty còn tặng 5 TV thông minh 65 inch, mỗi TV trị giá trên 16 triệu đồng để phục vụ công tác giảng dạy. Tổng trị giá chung cho chương trình Thư viện Xanh lần này là 460 triệu đồng. Ông Phạm Văn Hồng, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam cho biết, tính đến nay, chương trình Thư viện Xanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam đã trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh nhiều tỉnh trong cả nước. Dự kiến đến hết tháng 8 năm 2024 và trong năm học 2024-2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Thư viện Xanh, tặng hơn 300 tủ sách cho thư viện trường học cho các trường trên toàn quốc với tổng giá trị trên 12 tỷ đồng. Chương trình Thư viện Xanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam là một chương trình hỗ trợ trang bị những tủ sách cho các trường học nhằm bổ sung nguồn tư liệu phong phú, hỗ trợ giáo viên trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo theo phương pháp giáo dục mới, góp phần tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, hiện đại và hiệu quả trong năm học mới 2024-2025. Trường Đại học Trà Vinh vừa tổ chức công bố điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học đợt 1 năm 2024. Theo đó, đối với phương thức lấy điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024,
thì điểm trúng tuyển vào trường đại học Trà Vinh trong đợt 1 năm nay cao nhất là 25 điểm thuộc ngành y khoa. Cụ thể, điểm trúng tuyển thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe như răng hàm mặt là 24,62 điểm, ngành dược học 21 điểm, đối với ngành quản lý thể dục thể thao là 20 điểm và các ngành còn lại điểm trúng tuyển trong đợt 1 là từ 15 đến 19 điểm. Đối với phương thức xét học bạ, trúng tuyển cao nhất là 25 điểm dành cho ngành quản lý thể dục thể thao và ngành kỹ thuật xét nghiệm y học 24 điểm. Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng là 23 điểm. Ngành công nghệ ô tô và ngành ngôn ngữ Trung Quốc là 22 điểm và các ngành còn lại từ 18 điểm trở lên. Trường Đại học Trà Vinh cho biết với các phương thức xét tuyển trên, trong đợt 1, Trường Đại học Trà Vinh có trên 3.800 thí sinh đủ điều kiện nhập học trong đợt 1 năm nay, đạt trên 60% chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2024. Của đợt 1 thì năm nay thì nhà trường có tăng cái số lượng sinh viên trúng tuyển khoảng hơn 1.000. Thì tới thời điểm này thì nhà trường có khoảng 3.817 thí sinh trúng tuyển. Thì so với chỉ tiêu của đợt 1 thì nhà trường đạt khoảng 60%. Thì đó là một cái kết quả rất là khả quan của nhà trường trong năm 2024. Hiện nay thí sinh trúng tuyển đợt 1 đang tiến hành làm thủ tục xác nhận nhập học vào các ngành trúng tuyển tại trường Đại học Trà Vinh theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Và thời gian tổ chức làm hồ sơ nhập học được thực hiện từ nay đến ngày 27 tháng 8. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh hoàn thành hồ sơ nhập học trong đợt này đúng theo quy định của Bộ Giáo dục. Con trúng tuyển vào ngành y Trà Vinh. Con mong muốn trở thành một bác sĩ sau này để có thể giúp ích được cho mọi người. Dạ, con có ước mong là học được đào tạo chuyên nghiệp cũng như là có nhiều kỹ năng sống hơn để mà con có thể bồi tụ cho mình thành một người bác sĩ chuyên nghiệp hơn. Và con đang theo học ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. Và con mong muốn là con học ngành này ra là con sẽ kiếm được việc và giúp đỡ người dân ạ. Theo Ban giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh, sau khi thí sinh hoàn thành hồ sơ nhập học đợt 1 vào ngày 28 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục tổ chức tuyển sinh đợt 2, gồm 37 ngành học với 2.817 chỉ tiêu. Và trong đợt này, Trường Đại học Trà Vinh cũng tổ chức tuyển sinh bằng nhiều phương thức như đợt 1 và sẽ có nhiều chính sách học bổng đối với một số ngành đặc thù của trường. Về tuyển sinh đợt 2 thì nhà trường sẽ tiếp tục tuyển sinh các cái ngành mà còn chỉ tiêu của đợt 1. Thì trong đó tập trung khối ngành kỹ thuật, khối ngành về luật kinh tế và ngôn ngữ. Thì cái lịch tuyển sinh của đợt 2 thì nó sẽ bắt đầu từ 28 tháng 8 cho đến khoảng ngày 7 tháng 9. Thì do năm nay nhà trường có cái kế hoạch tổ chức là học tập là cái sinh viên xét tuyển hai đợt sẽ học cùng luôn chứ không có chênh lệch như các năm trước. Còn về cái phương thức tuyển sinh thì nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện các cái phương thức tuyển sinh đã thông báo ở trong đợt 1. Trong đó thì các em thí sinh thì vẫn xét tuyển bằng hình thức online. Nhưng mà là cái hệ thống xét tuyển là hệ thống xét tuyển của nhà trường. Thì các em có thể xem cái thông báo tuyển sinh của nhà trường ở trong cái sắp tới thì nhà trường sẽ thông báo. Thì trong đó từng ngành sẽ có chỉ tiêu. Và đặc biệt thì trong cái đợt 2 này á, thì nhà trường có những cái chính sách học bổng khuyến khích những một số ngành mà nhà trường tuyển sinh còn nhiều chỉ tiêu thì sẽ cho học bổng các em. Được biết, Trường Đại học Trà Vinh sẽ công bố trúng tuyển đợt 2 và chính thức tổ chức nhập học vào ngày 7 tháng 9 năm 2024. Chiều ngày 20 tháng 8, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại trực thuộc Bộ Công Thương phối hợp Sở Công Thương Trà Vinh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức thương mại cho 100 học viên là các giám đốc hợp tác xã, cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ các mặt hàng nông sản khu vực nông thôn ở các huyện thị tỉnh Trà Vinh. Lớp tập huấn gồm 3 chuyên đề: các quy định pháp luật mới nhất về hợp tác xã và thương nhân, cách xây dựng thương hiệu chỉ dẫn địa lý hàng nông sản, cách ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh nông sản. Đây là một trong những chương trình đào tạo của Bộ Công Thương năm 2024 nhằm hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo hợp tác xã, doanh nghiệp cập nhật các quy định mới nhất của luật hợp tác xã để vận dụng vào quá trình hoạt động, đồng thời ứng dụng kinh doanh thương mại điện tử trong việc tiêu thụ hàng nông sản khu vực nông thôn đạt hiệu quả kinh tế. Ngày 20 tháng 8, Sở Công Thương Trà Vinh phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Bộ Công Thương tổ chức bồi dưỡng kiến thức kinh doanh và các quy định của pháp luật liên quan đến thương nhân trong hoạt động kinh doanh nông sản
cho các chủ trang trại, hộ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản khu vực nông thôn ở huyện Tiểu Cần. Tại hội nghị, các đại biểu được giảng viên của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại phổ biến ba chuyên đề với các quy định của pháp luật về hợp tác xã và thương nhân kinh doanh nông sản, xây dựng thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý hàng nông sản, ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh nông sản để phát triển theo hướng bền vững, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh. Đây là hoạt động nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý thương mại, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nông sản, nắm rõ về quy luật của thị trường thương mại nông sản, kỹ năng phân phối hàng hóa để xây dựng thương hiệu sản phẩm, kết nối cung cầu, nâng cao khả năng quản lý trên các mô hình công nghệ số thông qua việc ứng dụng thương mại điện tử, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản Việt, đáp ứng mục tiêu của chương trình phát triển điện tử quốc gia giai đoạn 2020-2030. Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần thứ nhất năm 2024 cho 75 thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tại đây, các em được giáo dục những kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời được hướng dẫn thực hành các kỹ năng thoát hiểm khi sự cố cháy nổ xảy ra, như kỹ năng xử lý ban đầu khi phát hiện cháy nổ, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, kỹ năng thoát hiểm trong môi trường khói, khí độc, kỹ năng xử lý khi bị mắc kẹt trong xe ô tô. Bên cạnh đó, các em còn được tham quan lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp xử lý sự cố tai nạn trên cao, sự cố tai nạn giao thông đường bộ, sự cố cháy nổ trên cao, sự cố cháy nổ xăng dầu. Tại đây, thanh thiếu nhi trong tỉnh còn được tham gia thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dưới hình thức phối hợp cùng đồng đội vượt chướng ngại vật, sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy, lặn tìm kiếm người bị nạn đuối nước trong mô hình tập luyện của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là hoạt động nhằm tạo môi trường mới để thanh thiếu nhi tiếp cận trải nghiệm thực tế về công việc phòng cháy chữa cháy, giúp thanh thiếu nhi biết tự rèn luyện cho mình tính kỷ luật, tự lập, có ý chí kiên định vượt qua khó khăn, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách an sinh xã hội, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở cho người nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững. Đây cũng là các tiêu chí cần được nâng cao trong xây dựng nông thôn mới. Là một trong những hộ gia đình thuộc diện cận nghèo của xã Bình Phú, huyện Càng Long, niềm vui lớn nhất đối với gia đình bà Kim Thị Giàng là có căn nhà kiên cố để an tâm phát triển đời sống. Hiểu được hoàn cảnh ấy, địa phương đã xét hỗ trợ cho bà Giàng và 50 triệu đồng theo nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời hỗ trợ thêm 50 triệu đồng từ nguồn quỹ an sinh xã hội tỉnh để gia đình bà Kim Thị Giàng có thêm điều kiện xây dựng nhà mới. Ngoài nguồn kinh phí xây dựng nhà, bà Kim Thị Giàng còn được hỗ trợ thêm 35 triệu đồng để nuôi hơn 200 con vịt thịt, phát triển sinh kế, tăng thu nhập. Đây là nguồn vốn hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Bây giờ cũng nhờ được nhà nước hỗ trợ cho những cho cái nhà với lại cho cái mượn cho vay cái vốn để mà cất nhà với cho hỗ trợ cho mấy dịch rồi cho vay vốn để nuôi bò nữa để cho phát triển kinh tế thì rất biết ơn bên xã đã hỗ trợ. Không riêng bà Kim Thị Giàng, ở địa phương này có rất nhiều hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở. Anh Lâm Hạnh, ngụ ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú cho biết, trước kia nhà anh dột nát và xuống cấp khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh không có điều kiện để sửa chữa. Đầu tháng 3 năm nay, nhờ được vay 50 triệu đồng theo nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và được địa phương xét hỗ trợ thêm 50 triệu đồng từ quỹ an sinh xã hội tỉnh Trà Vinh, nên gia đình anh đã có được căn nhà mới khang trang, kiên cố. Đây cũng chính là động lực để vợ chồng anh tiếp tục vươn lên, cố gắng lao động, phát triển kinh tế. Quyết tâm thoát nghèo trong năm nay, anh Lâm Hạnh vay thêm 50 triệu đồng để chăn nuôi bò sinh sản từ ngân hàng chính sách xã hội. Từ việc nuôi bò bằng kinh nghiệm truyền thống, gia đình anh đã áp dụng các biện pháp nuôi bò an toàn sinh học, tăng cường các nguồn thức ăn đa dạng bằng tinh bột, chất xơ, ủ chua thức ăn để bổ sung dinh dưỡng cho bò. Hồi xưa thì nhà lá
mỗi khi mưa phải lấy thao hứng từng chỗ từng chỗ. Bây giờ nhà nước hỗ trợ cho được cái nhà như vậy rồi cho dai nuôi bò với nuôi vịt này kia cũng mừng, cũng cố gắng phát triển làm ăn để thoát nghèo sau này giúp ích cho xã hội. Nghị quyết số 04 Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh là chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở với mức vay tối đa 50 triệu đồng một hộ, thời hạn vay 15 năm và lãi suất 3% trên năm. Tính đến nay, các địa phương đã giải ngân hàng chục tỷ đồng, giúp nhiều hộ nghèo và cận nghèo vay vốn cải thiện nhà ở, góp phần nâng cao đời sống để cùng với tỉnh thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Và qua quá trình thực hiện thì cũng cơ bản là nhiều hộ dân cũng rất đồng tình để tiếp cận cái nguồn vốn này để làm sao đảm bảo cải thiện nhà ở để trong cái thời gian tới cho nó đảm bảo. Thì qua đầu năm 2024 đó thì trên địa bàn xã được Quỹ An sinh xã hội của tỉnh hỗ trợ 6 căn nhà tình thương. Thì bên cạnh đó thì có sự chỉ đạo là sẽ hỗ trợ cho các hộ này tiếp cận nguồn vốn vay nghị quyết 04, tiếp tục thực hiện cái chỉ tiêu giảm nghèo. Thì hàng năm thì xã cũng có xây dựng cái kế hoạch giảm nghèo, tiếp cận từ cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Hướng tới, huyện Càng Long tiếp tục tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp cụ thể. Phấn đấu đến cuối năm 2024, huyện thực hiện giảm hơn 500 hộ nghèo và cận nghèo, đồng thời tiếp tục rà soát, nắm chắc từng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất. Từ đó, phân nhóm hỗ trợ kịp thời, tập trung quan tâm hộ yếu thế, tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, thoát nghèo. Bởi đây là một trong những tiêu chí để địa phương nâng chất xây dựng nông thôn mới.